Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chị Chim xin sẽ tiếp tục chơi slime nha. Và đây là những món slime mà chị Chim xin mới mua được. Gồm có slime trái cây, rồi có cả slime về động vật, cá nè. Đây là quả kiwi. Rồi slime cá, slime kim cương, ở bên trong có một con khủng long. Slime ngôi sao màu đỏ. Đây là slime bình sữa. Do chị chưa gỡ cái nắp ra cho nên cái nắp ở bình sữa nó vẫn còn nằm phía dưới. Đây là slime giỏ Kitty. Slime heo. Slime trứng khủng long. Và cuối cùng là slime tháp kim cương. Vậy là chúng ta có tổng cộng 14 món slime khác nhau. Chị sẽ mở từng cái slime ra cho các bạn nhỏ coi nè. Đầu tiên là slime quả thăng long có màu hồng. Wow, rất là dẻo nha. Tiếp theo đây là slime quả dưa hấu. Slime dưa hấu này có màu hồng nha. Hồi nãy là các em có mơ thấy slime nó có màu đỏ, còn slime này màu nó nhẹ hơn một chút xíu, nhưng mà cũng thiên về đỏ rất là nhiều. Và slime trong rất là dẻo đẹp. Trong bộ này có nhiều lần chị Chim xin mua slime thì giống như người ta để lâu rồi nó bị cứng, chơi rất là khó. Và tiếp theo chúng ta có slime quả chanh. Wow, slime quả chanh này có màu vàng trong rất là đẹp. Slime này hơi bị dính tay nha. Và bây giờ là slime quả cam. Slime quả cam có màu cam rất là đẹp mắt luôn á. Cùng trong bộ slime trái cây đó chính là slime kiwi. Slime kiwi có màu xanh lá cây trong trong nhẹ nhẹ rất là đẹp. Những cái hũ đựng người ta vẽ thêm cho nên là khi đựng trong hũ chúng ta nhìn rất là đẹp ha. Mà khi lấy ra ngoài thì nó chỉ có cái slime trong chứ nó không có những cái hạt như vậy. Slime ngôi sao. Ở bên ngoài thì ngôi sao trông rất là dễ thương. Còn khi mở ra bên trong thì wow, quá tệ. Slime này nó bị cứng, bị chai rồi các em. Chị sẽ bỏ qua và chị sẽ mở slime con cá. Slime con cá có màu xanh dương, xanh da trời.
cũng bị cứng luôn các em ơi, không được dẻo như những cái slam trái cây lúc nãy. Vậy là mua phải slam hàng dỗn rồi. Tiếp theo là slam kim cương, ở bên trong có một chú khổng lồ màu hồng. Để chị xem nhé, chất slam này có ngon không. Ôi, slam này đỡ hơn hai slam kim chút xíu thôi, nhưng mà nó cũng rất là cứng. Wow, thật là buồn. Và đây là quả slam trứng khủng long, ở bên trong có một con khủng long màu xanh lá cây. Thất bại luôn các em, trứng khủng long chất slam ở bên trong nó cũng bị cứng. Có lẽ là người ta để quá lâu hoặc là người ta làm bị sai rồi. Buồn quá, nãy giờ mở quá trời slam rồi mà bị rất là nhiều slam bị hỏng. Rồi để coi slam heo này như thế nào nha. Ok, slam heo này đỡ hơn, dẻo, không dính tay và đỡ bị cứng hơn mấy cái slam kia. Tiếp theo đây là slam bình sữa. Chúng ta mở cái nắp ra và lật ngược cái nắp lại thì nó sẽ trở thành một cái bình sữa của em bé nha. Thật ra chị Chim Xinh vẫn thích chơi slam mà chúng ta tự làm hơn. Nhưng mà tại vì hiện tại là chị đã lỡ mua rất là nhiều slam này ở nhà rồi, cho nên chị cứ chơi cho nó hết thôi. Khi nào hết thì chị sẽ bắt tay vào tự làm thật là nhiều slam cho các bạn nhỏ coi nhé. Bạn nhỏ nào biết những cái địa chỉ mua slam uy tín một chút xíu có thể comment dưới video này cho chị Chim Xinh biết với không? Chị rất cảm ơn các bạn nhỏ nếu mà ai đó bật mí cho chị biết với nha. Tại vì chị là một tín đồ mới bắt đầu chơi slam thôi. Chị chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa có biết được nhiều cái nơi bán những cái dụng cụ hay là những cái hũ slam thật là tuyệt vời để chơi. Wow, cái slam bình sữa này cũng rất là thất bại. Nó bị dính vào trong hũ. Ok, chúng ta đã mở rất là nhiều slam rồi. Tiếp theo đây là slam giỏ Hello Kitty. Slam này màu xanh trong. Và cũng cái chất slam cũng không có được ok. Nó cũng bị cứng rồi, bị chai rồi. Nhưng mà chúng ta cứ chơi đỡ vậy. Hả? Những cái slam này là chị Chim Xinh mua ở trên shop. Slam cuối cùng của ngày hôm nay, nó có kèm theo những cái hạt nở phía trên cho các bạn nhỏ chơi kèm. Chúng ta sẽ bỏ hạt nở riêng ra nhé, để chị lấy cái chất slam. Lát nữa chúng ta sẽ trộn hết slam lại để xem là nó sẽ biến thành cái màu gì ha. Wow, vậy là chỉ có những cái hũ slam trái cây là chất slam đẹp. Ok, còn lại tất cả thì slam đều rất là tệ. Quá buồn. Ở đây chúng ta có rất là nhiều màu ha. Màu đỏ nè, màu vàng nè, màu xanh lá cây nè, màu xanh da trời và... hết rồi, màu cam. Bây giờ chị Chim Xinh sẽ thử trộn tất cả các slam này lại với nhau để tạo thành một slam cầu vồng có nhiều màu nha.
Đầu tiên là chị sẽ sắp xếp slam như thế này. Sau một lát nữa chúng ta sẽ trộn lại hết coi nó sẽ ra được cái màu gì nhé. Khi các em để slam dọc như thế này thì sẽ có được slam cầu vồng nè, nhiều màu lắm á. Kéo, wow, các em thấy không? Màu nó rất là nhiều nè, kéo nè. Wow, rất là đẹp. Màu slime nó có rất là nhiều màu ở trong, trông như một cái cầu vồng vậy đó. Rồi chị Kim xin cứ quẹo lại thì nó sẽ trộn màu lại với nhau. Tại vì video của chị nó thu tiếng không có được tốt, điện thoại thu tiếng không được tốt cho nên là các em không nghe được cái tiếng khi mà chúng ta chơi slam đúng không nào. Chị sẽ cố gắng lần sau chị mua một cái thiết bị thu âm để nó có thể nghe được cái rõ tiếng khi mà chúng ta chơi slam nhé. Chị rất là còn non yếu trong vấn đề chơi slam. Các bạn nhỏ có góp ý gì thì hãy bình luận ở bên dưới video này để cho chị Kim xin có thể tiến bộ hơn từng ngày nhé. Chị Kim xin đã đặt mua ở nước ngoài một cái máy làm slam và khoảng 2 tuần nữa là sẽ có hàng. Thì chị sẽ khui hộp máy làm slam để mở ra cho các bạn nhỏ của kênh Kim xin Channel coi nha. Và chúng ta sẽ coi xem chiếc máy slam này nó có làm được slam tuyệt vời hơn không nhé. Cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi hết video này nha. Còn bây giờ thì chị Kim xin xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Đừng quên like video ủng hộ tinh thần cho chị Kim xin và đăng ký kênh Kim xin Channel nhé. Còn bây giờ thì chị Kim xin xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu. Hẹn gặp lại các em trong video sau.